Gương sẽ giúp bạn giàu nhanh chóng mặt nếu bạn biết rõ những bí mật phong thủy này. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được tư vấn và hướng dẫn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, chiếc gương được coi là linh hồn của một căn nhà, là vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong không gian sinh hoạt của mọi gia đình Việt. Xét theo quan điểm của thế giới tâm linh thì chiếc gương ẩn chứa rất nhiều công năng to lớn. Nếu chúng ta đặt đúng vị trí, gương sẽ phát huy hết công dụng cũng như một phép nhiệm màu giúp nhân đôi vượng khí, phản chiếu nguồn năng lượng tốt, rồi đuổi yêu ma, quỷ quái và trấn an trong ngôi nhà của bạn. Ngược lại, việc đặt gương sai vị trí sẽ mang đến nhiều hệ lụy khôn lường đối với tài lộc và sức khỏe của chủ nhân, mang tới điểm xui xẻo, thậm chí là thị phi và sóng gió. Vậy quý vị đã biết về mẹo treo gương phong thủy giúp gia chủ chiêu tài, đón lộc, sức khỏe dồi dào, công danh sự nghiệp vươn lên như diều gặp gió hay chưa? Nếu chưa, hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay, sau đó áp dụng tận hưởng kết quả tuyệt vời. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Có lẽ bất cứ căn nhà nào cũng treo từ 2 đến 3 tấm gương ở những vị trí khác nhau. Chúng ta thường biết đến công dụng chính của gương là phản chiếu hình ảnh, biến một sự vật thành hai. Nhưng chưa dừng lại ở đó, việc bài trí gương theo yếu tố phong thủy cũng đòi hỏi sự tinh tế và nghiên cứu kỹ lưỡng cho từng vị trí. Rất nhiều người không quan trọng vị trí đặt gương bởi nghĩ rằng gương chỉ có tác dụng để soi hoặc trang trí cho thiết kế nội thất thêm đẹp. Tuy nhiên, quan niệm này là không chính xác. Nếu bạn đặt gương đúng cách sẽ đem đến hiệu ứng tích cực, giúp nhân đôi tài lộc, công danh tốt đẹp và gia đình đầm ấm. Nếu đặt gương ở những vị trí phong thủy xấu sẽ gây bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày và thậm chí mang đến những xui xẻo, phiền toái không đáng có cho bạn và gia đình, khiến chủ nhân tán gia, bại sản, vận xui đeo bám. Vậy đâu là những nguyên tắc cần ghi nhớ khi treo gương trong nhà và để gia đình luôn được bình an, thành công và may mắn? Cấm kỵ đặt gương đối diện bồn cầu. Nếu như đặt gương đối diện với bồn cầu, toilet thì gây ra nhiều ảnh hưởng trong phong thủy, đặc biệt là tạo nên nhiều tác động tiêu cực đối với mọi người trong nhà. Cách bố trí này sẽ khiến cho các nguồn năng lượng trôi hết ra ngoài thay vì luân chuyển theo một vòng tuần hoàn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều gia đình mắc phải lối phong thủy này khi đặt gương trong phòng tắm, từ đó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Theo quan niệm phong thủy, nhà vệ sinh hay phòng tắm là nơi tập trung nhiều âm khí, xú uế cần phải loại bỏ. Nếu như đặt gương như vậy thì chẳng khác nào giúp cho khí xấu phản chiếu vào nhà. Đây là điều cực kỳ hung, cần phải tránh bỏ. Với những nhà tắm trong phòng ngủ càng cần phải lưu ý tới điều này. Nếu như phạm phải điều cấm kỵ trên, nó sẽ khiến cho người ngủ chịu nhiều ảnh hưởng về tác động xấu, không chỉ đối với sức khỏe mà còn tới đường công danh, sự nghiệp sau này. Gương là vật dụng mang đến khí thịnh, nhà tắm trong phòng ngủ nếu như không bố trí gương hợp lý sẽ khiến cho dương khí của người ngủ bị hút hết, khiến cho tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi và thân thể kiệt quệ. Chính vì thế, gia chủ nên lưu ý không nên để gương chiếu thẳng ra cửa hoặc chiếu tới giường ngủ nếu không muốn sức khỏe, tài vận của mình bị ảnh hưởng. Nguyên tắc thứ hai, tuyệt đối không đặt gương đối diện cửa chính. Đây là một trong những điều đại kỵ lớn nhất trong căn nhà. Khi treo gương, tuyệt đối không được đặt đối diện cửa chính, bởi gương luôn phản chiếu những thứ ở trong tầm ngắm của chúng. Đặt gương trước cửa chính sẽ khiến những dòng khí tốt, tài vận bị dội ngược ra ngoài. Đặc biệt, người làm kinh doanh bố trí gương trong nhà như vậy sẽ làm hao tài, tán lộc. Không những thế, theo phong thủy, vị trí đặt gương này còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, gây ra xung đột, mâu thuẫn không đáng có. Nguyên tắc thứ ba, không bày quá nhiều gương trong nhà. Chúng ta đều biết cái gì nhiều quá cũng sẽ gây ra phản tác dụng. Việc bày gương trong nhà cũng vậy. Tuy đặt gương ở một vị trí có thể khiến không gian thoáng đãng, đẹp đẽ hơn, nhưng bày quá nhiều lại tạo ra âm khí và cả sát khí, khiến vận trình kém đi rất nhiều. Hơn nữa, ban đêm đi trong nhà sẽ có cảm giác âm khí bao phủ lại, thêm nhiều gương.
Hơn nữa, ban đêm đi trong nhà sẽ có cảm giác âm khí bao phủ, lại thêm nhiều gương sẽ sản sinh ám ảnh, làm bản thân kinh sợ không thoải mái. Trong nhà cũng nên có một chiếc gương hoàn chỉnh nguyên khối lớn là tốt lành nhất. Chạy theo mốt thời thượng hiện đại mà sử dụng nhiều gương nhỏ hợp thành gương lớn lại không hợp phong thủy. Loại này thiết kế tuy rằng nhìn qua mỹ quan nhưng hình ảnh soi lại vụn vặt, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe lại còn dễ dàng khiến người trong nhà do dự, thiếu quyết đoán, vận thế giảm xuống. Đối với sức khỏe và tinh thần đều không có lợi, thậm chí còn khiến chủ nhân bị lao đao, bệnh tật. Nguyên tắc thứ tư, cấm đặt gương sau lưng hoặc đối diện người ngồi. Đối với học sinh và cả những người lớn, nếu đặt một tấm gương đối diện với bàn học, bàn làm việc và điều gây ra những bất tiện, phiền toái khá lớn, gương sẽ làm cho học sinh bị phân tâm trong học tập, giảm khả năng tập trung suy nghĩ, khả năng tư duy suy nghĩ sẽ ít đi. Một thời gian dài sẽ dẫn đến kết quả học tập kém. Còn đối với việc để gương sau lưng cũng sẽ gây ra những bất an, cảm giác lo lắng và mất tập trung cho học sinh hay người đang làm việc. Bởi vậy, gần bàn học, bàn làm việc không nên đặt gương. Nguyên tắc thứ 5, không đặt gương đối diện giường ngủ. Điều kiêng kỵ này khá phổ biến nhưng có lẽ vẫn còn nhiều người chưa biết. Không chỉ có tác dụng phản chiếu, gương còn được gọi là vật khá linh thiêng. Đó là khi quyết định đặt chúng trong phòng ngủ, bạn phải bố trí ở nơi hợp lý. Tuy nhiên, tuyệt đối không được đặt đối diện giường ngủ. Theo kinh nghiệm của ông bà, nếu đặt gương như thế sẽ thường xuyên khiến hai vợ chồng xảy ra bất hòa, tranh cãi, tổn hại đoàn kết trong gia đình. Xét về thực tế, đặt gương đối diện phòng ngủ cũng có nhiều bất cập. Nếu bạn đang ngủ nhưng khi thức giấc lại nhìn thấy bóng mình trong gương sẽ phản ứng không kịp, sẽ giật mình vì sợ hãi. Điều này làm hao tổn nguyên khí của bản thân. Hơn nữa, do sức phản xạ của gương rất lớn nên khi có ánh sáng chiếu vào, sự phản xạ ấy có thể chiếu thẳng vào giường ngủ khiến bạn không ngon giấc. Vậy đâu là những vị trí đặt gương mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ? Bày gương trong cửa hàng nhân đôi doanh thu và khách hàng. Theo quan niệm phong thủy, nếu bạn muốn tăng doanh số hay thu hút nhiều khách hàng, hãy bày gương chiếu vào quầy tính tiền. Điều này mang ý nghĩa tăng gấp đôi mọi hoạt động giao dịch trong cửa hàng, doanh thu sẽ dần tăng lên. Bên cạnh đó, người chủ kinh doanh có thể bài trí một tấm gương to bản và cao từ sàn đến trần nhà ở gần cửa ra vào. Việc làm này không chỉ cung cấp thêm ánh sáng cho cửa hàng, cửa hiệu mà còn nhân đôi không gian, tạo cảm giác dường như nới rộng diện tích, giúp khách hàng có tâm thế thoải mái hơn khi mua hàng. Vì thế, số lượng khách hàng và các đơn hàng sẽ gia tăng, mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn. Đặc biệt, những cửa hàng kinh doanh thời trang cần chú ý có những chiếc gương đẹp, tôn vinh được vẻ đẹp của khách hàng, thậm chí đánh lừa thị giác của khách, đặt gương gần với cửa sổ. Gương nên đặt gần cửa sổ để phản chiếu cảnh đẹp thiên nhiên bên ngoài. Việc đặt gương đúng với vị trí thích hợp sẽ giúp luân chuyển năng lượng và các nguồn khí trong nhà một cách dễ dàng. Trang trí bằng gương gần cửa sổ cũng là cách để tăng thêm chiều sâu và không gian cho căn nhà và thu hút nguồn ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng, tiết kiệm điện năng. Bày gương trong phòng ăn giúp gia đình ấm no, hạnh phúc. Sử dụng gương trong phòng ăn như con dao hai lưỡi. Nếu gương được treo đúng vị trí, nó sẽ làm không gian phòng ăn trông rộng rãi hơn. Nhưng nếu được treo chưa đúng vị trí, nó sẽ phản chiếu lại ánh sáng từ đèn phòng ăn, gây chói mắt cho người sử dụng. Trong trường hợp này, có thể thắp nến để làm giảm độ chói. Một chiếc gương nhỏ treo trên tường, phòng ăn để phản chiếu đồ ăn, thức uống sẽ mang lại ý nghĩa thực phẩm dồi dào, sự sung túc hạnh phúc, có sự sung túc hạnh phúc cho gia đình. Cũng vì có tác dụng nhân đôi mà nhiều người còn đặt gương trước biểu tượng của tiền bạc và sự sung túc. Và ngược lại, tránh để đối diện gương với những thứ đã cũ kỹ, tồn đọng, những thứ tượng trưng cho tiền bạc phải chi ra như hóa đơn. Gương nên đặt ở huyền quan. Huyền quan là khu vực nối giữa cửa ra vào và phòng khách. Đây là khu vực quan trọng trong nhà để lọc khí, dù là nhà chung cư hay thổ cư. Những ngôi nhà không có khu vực huyền quan sẽ sức khỏe người trong nhà có vấn đề, gia đạo cũng bất hòa bởi lượng khí lưu thông vào nhà không được thanh lọc mà xông thẳng vào không gian sống. Gương ở khu vực này không được đối diện với cửa chính. Gương có tính chất phản chiếu, nhiều gia đình sử dụng bình phong để ngăn cản giữa huyền quan và phòng khách và dùng gương trang trí ở đó. Gương treo tại vị trí đó có thể xua đuổi đi thần tài, may mắn đến nhà và vượng khí tốt cho người sống trong nhà. Ngoài ra, khu vực huyền quan, trên trần kỵ lắp gương, thứ lấp lánh mang tính chất phản chiếu.
Khi bước vào nhà, trên đầu có thứ phản chiếu bản thân, giống như trời đất đảo lộn, sẽ không tốt cho tinh thần và ngược với nguyên tắc trong phong thủy. Quý vị thân mến, gương hay còn gọi là kính thủy được mệnh danh là chiếc đũa thần đối với nội thất nhà ở, giúp nâng cao phong thủy, cải thiện vận may của gia chủ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Không chỉ vậy, chiếc gương còn mang tới nhiều lợi ích to lớn khác đối với nguồn năng lượng trong nhà mà có thể bạn không ngờ tới. Vậy các lợi ích đó là gì và làm thế nào để phát huy tối đa công dụng của gương, đồng thời hạn chế các tác hại mà vật dụng linh thiêng này sẽ mang lại? Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Gương có khả năng khuếch đại. Ở một nơi nhất định, bày gương lớn hoặc nhiều gương có thể khiến cho người ta cảm giác không gian rộng rãi, phóng khoáng hơn. Ví dụ, phòng có chiều dài và chiều rộng quá chênh lệch, tỷ lệ thiếu cân đối, phòng hẹp mà dài hay đại sảnh nhỏ hay bày gương kích thước phù hợp. Tác dụng phong thủy của gương là khuếch đại năng lượng, bù đắp sự mất cân đối trong không gian, cân bằng âm dương. Gương có khả năng chuyển hóa. Phong thủy tốt thường tuân theo quy tắc tả thanh long, nữ bạch hổ, tiền chu tước, hậu huyền vũ, và nguyên tắc phía sau mỗi vật đều cần có chỗ dựa vững chắc. Mà trong nhà, phòng khách chiếm vị trí quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn tới gia vận. Phía sau ghế sofa trong phòng khách nên là một bức tường là tốt nhất. Nếu treo gương tại vị trí này thì chỉ như rồng vẽ thêm chân. Không những vô tác dụng mà còn rước thêm rắc rối, bởi gương cũng có tác dụng là chuyển thật thành giả. Gương có khả năng tái tạo năng lượng. Ai cũng biết gương có tác dụng phản xạ, đặt một vật trước gương nó sẽ phản xạ lại toàn bộ hình dáng của vật đó. Trong phong thủy, cửa đối diện là cách cục bất lợi, làm cho vận đào hoa của gia chủ xấu đi và dễ bị vướng vào những chuyện thị phi. Nhưng nếu cửa đối diện với gương thì sẽ tạo ra dụng ý khác, bởi khi đó gương sẽ chính là một cánh cửa ảo. Dù là hư ảo nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới thực tế. Nó sẽ giữ lại những nguồn năng lượng tốt khiến cho chúng không bị mất đi. Tuy nhiên, gương không được đối diện với chính mình. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.